Xin chào, mình làm cái video để có cái anh gì, anh Hùng hay anh gì có yêu cầu mình làm cái cách để mà làm cái máng này, cái máng rửa này. Thì nó đơn giản thôi. Đây ạ, mình xây được thì xây, thì kêu không thì kêu thợ người ta xây cho mấy hàng gạch. Có nghĩa là giống như cái chân của nó, mình sẽ hai bên. Còn cái phần này thì mình đổ một cái tấm đan. Sau đó thì mình cũng xây lên khoảng 1-2 hàng gạch đó. Rồi mình ốp gạch men như thế này. Rồi vòi nước các thứ là mình bắt như thế này. Đổ là nó hơi dốc, nó phải dốc về cái phía này. Cái này thì đơn giản, nó không ấy đâu. Nếu mà làm bằng cái khung sắt cũng được. Ở dưới này thì cái ống thoát nước, thoát phân các thứ tối. Nhiều bác bảo là sao không dùng cái thau, cái chậu cho nó sạch vệ sinh. Nhưng mà xin thưa rằng là cái thau này nó giống như một cái chậu nước tù như thế này. Mình làm thì không bao giờ sạch bằng cái vòi nước này được. Vì sao? Vì cái này mình cứ làm đâu mình xả tới đấy thì nó chảy đi. Đó. Vì cái kinh phí của cái máng này nó gấp nhiều lần là mua một cái thau. Cái thau thì nó chỉ có mấy chục ngàn, thau nhựa này nó bao tiền đâu mà. Đó. Nhiều bác không hiểu là cứ bảo sao lại không làm bằng cái thau. Nguyên do là mình làm bằng cái máng này mà cái gạch bông này nó không bao giờ dính bẩn được nhé. Đó. Trước khi mình làm, mình rửa sạch sẽ xong rồi mình xả nước thì tới đâu phần nó đi tới đấy thì không bao giờ nó dính bẩn được. Đó là cái nguyên do là mình làm bằng cái máng này. Còn mình làm cao như thế này để mình đứng, mình khỏi phải ngồi, nó khoảng ngoài chân thôi chứ cũng không có đấy, nó tiện dụng của mình. Cái này chỉ dành cho nhà bác nào mà chuyên nằm lòng hay là mổ heo thôi, chứ còn nếu bình dân gia đình thì cũng không nên làm vì tốn kém. Mà chẳng lẽ mình làm cái này chỉ để làm bộ lòng thôi đúng không? Còn đây là cái khu vực mình mổ đây, đây là kích điện nhá. Mình giới thiệu sơ qua về cái kích điện này á. Khi mình tưới ướt hết cả cái chuồng này, mình dí vô con heo này, kể cả con heo này có đổ vào, có chạm vô chân mình là nó cũng không bị giật nhá. Ăn thua là ở cái kích này nhá. Cái kích này mình đặt ở mãi dưới miền Tây á, người ta làm được. Còn ở chỗ mình đây là ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, người ta cũng làm nhưng mà cái độ an toàn nó không có, chỉ khiếp nó giật người thôi. Nó cũng giật chết chịu được con heo nhưng mà nó không an toàn. Khi mình giật xỉu rồi mình dùng cái móc này. Đây cái móc này. Mình móc ra, mình móc vô cổ nó, vô cầm nó. Mình kéo ra đây. Đây, ra đây thì mình sẽ đâm tiết ở đây, mình rửa vòi thì ở đây mình rửa xong mình đâm tiết. Mình đâm tiết ở cái nắng này. Đại khái là một mình làm nhá. Một mình làm từ A tới Z luôn. Tức là một con heo từ một tạ rưỡi trở đi trở về. Đó, là một mình tự làm luôn. Không phải đến hai người. Đó, nó ăn thua là ở cái kích mình làm cho nó xỉu. Đây khi mình được thì mình kéo lên đây. Mình kéo lên đây thì nhà mình thì mình không nấu củi nhá. Nước mình nấu một nồi này là ở tới đây là đủ, mình pha cho cái máng này. Thường thường là ví dụ như là người ta pha một nước này lạnh này, một thau này nước lạnh, là hai thau nước sôi này. Mình pha như vậy thì nó không bị sát nông mà ra rất là dễ. Đó, khi mình chúng nhúng được mình kéo lên trên này. Mình mổ xong, mình cạo lông sạch sẽ xong, cái đó là mình đưa vô cái cạo này. Mình cạo lên rồi mình rửa sạch sẽ con heo, mình mổ nó rất là sạch nhá. Không bao giờ bẩn, không bao giờ sợ dơ. Chỉ có cách của mình, nói chung là một mình thì làm thì nó nhẹ, chứ không là phải nhiều người mới làm được đó.
đao này, tất cả đao này thì làm xong là phải bôi dầu. Đó, mình phải làm cái cống dầu như thế này, bôi dầu nó tránh nó bị rỉ sét. Cái đồ mà gia công ở lò xưởng ở Việt Nam mình nó vậy. Còn đây là cái dao này, dao Nhật thì cái thép của người ta nó có để cả năm nó không sét được. Đây, nói chung quy là về cái máng thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà giá thành thì nó gấp nhiều lần cái thau này nhá. Bởi vì sao mình không dùng cái thau này? Vì cái thau này nếu như mình dùng một thau nước này mình cho vô đó mình làm là nó muốn rửa nó rất là khó, cho nên là phải làm cái này. Xây hai bên nên làm cái chân, còn nếu các bạn đã làm ấy thì làm cái khung sắt cũng được. Khung sắt rồi mình thì thệ gạch men lên. Mình trước đây mình làm mình đã xây sẵn lên như vậy rồi, nó đứng vừa tầm bụng mình, rồi ốp gạch quanh thôi, làm sao cho cái độ dốc mà nó dốc xuống cái máng cải thật nhiều tí là được rồi. Ok, em chúc bác thành công nhé, hy vọng là video có ý nghĩa với bác. Nếu có cảm thấy video có giúp ích gì được cho mọi người thì ủng hộ, đăng ký, like, share, chia sẻ giúp em nhé. Dạ, em cảm ơn ạ.